Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Tất cả các cái mẫu xe em mình đang có chương trình khuyến mại rất là tốt. Chào mừng khai trương cửa hàng mới. Cửa hàng em thì hiện tại chuyển về số 98/11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình mọi người ạ. Cũng gần cửa hàng cũ thôi, cũng gần bên cống lở. Thì ở bên đây thì rộng rãi hơn. Em có chương trình sale rất là tốt thì giá bán vẫn giữ nguyên. Giá của mẫu này thì em mình bán thì loanh quanh tầm khoảng 7 triệu thôi, 7 triệu hơn một chút. Đấy thì quà tặng thì gồm là nón bảo hiểm này mọi người này. Em tặng nón bảo hiểm này. Rồi đèn còi. Đèn này có cả còi luôn mọi người. Đây còi, đây nút còi bấm đây. Rồi em tặng chai nhớt, tặng đèn nháy sau, tặng khóa số, rồi bình nước, gọng nước mọi người nhé. Tổng cộng là có 7 món đấy. Thì cái mẫu này là một trong những cái mẫu mà touring giá đấy là gọi là giá rẻ rồi. Tầm tiền này gọi là giá rẻ rồi, nhưng mà thiết kế cực kỳ là đẹp. Màu thì có 4 màu cơ. Đẹp lắm, dáng khung này nó là cực kỳ đẹp. Mà đặc biệt nữa là cái cấu hình của nó trang bị tay đề, tay thắng là 2 này, giỏ dĩa 3 này, gạt đĩa 4 này, líp 5 này, cùi đề líp 6 này, 6 món Shimano luôn mọi người. Coi như là hết, tất cả đều là Shimano hết cả rồi. Không còn cái gì là có thể Shimano được nữa, nếu mà còn thì trang bị vào cái sên này này, nhưng mà sên này là sên thường. Sên thường. Đây là mẫu Canli S5000. Canli S5000. S5000 cực kỳ là đẹp mọi người. Màu này là màu trắng. Màu này là màu trắng. Trắng gọi là trắng trắng tinh luôn mọi người. Màu này màu trắng. Trắng sứ. Giá bán cực kỳ là tốt. Đi thắng dầu luôn. Thắng dầu Shimano MT200. Thắng dầu. Tay đề của nó là tay đề rời. Tay đề là 8 líp. 8 líp luôn mọi người. 3 đĩa. Nó 3 đĩa, nó chạy 3 đĩa. Bởi vì là cái thằng này là Antut thì nó là 8 mà. Líp của nó cũng là líp 8. Và đương nhiên là líp thả nhé mọi người nhé. Líp thả. Được cái là nó còn cối nổ cơ. Cối nổ nghe rất là to. Giò dĩa được trang bị giò dĩa Shimano luôn. Giò Shimano. Gạt đĩa là Shimano Tuney. Cái bàn đạp của nó thì cũng thường mọi người. Bàn đạp này chỉ vài chục nghìn thôi. Mọi người có muốn nâng cấp thì con xe này thì mọi người cứ nâng cấp cái bàn đạp là trước tiên. Rồi đi hỏng cái sợi sên này thì mọi người thay cái sợi sên KMC. Thì thế là con xe nó đồng bộ, nó đẹp luôn. Xe được trang bị vỏ Kenda 700x28C. Niền này là niền 3 phân mọi người nhé. Niền 3 phân. Xe trông gọn gàng, trông đẹp. Nhôm thì của nó là nhôm đi nhôm 6061. Thế nên là cái nhôm này nó nhẹ lắm. Không có mối hàn. Và đi dây âm bên trong. Thiết kế dáng khung, nó chọn được cái dáng khung này em thấy khá đẹp. Dáng khung rất là đẹp luôn. Phục của nó là phục nhôm. Phục nhôm đi liền từ trên trên cái khung xuống, liền một mạch một giải xuống luôn. Trang bị ti bật khóa mở nhanh và bạc đạn trước sau luôn. Có một điểm là cái này chưa được trục rỗng thôi, vẫn là trục vuông nhưng bạc đạn rồi. Thế là ok ở cái tầm giá đấy. Nếu mà muốn trục rỗng thì nó lại phải lên như chiếc AK Pro cơ, thì nó lại hơi cao tiền, 9 triệu mấy cơ. Về cơ bản thì tầm giá touring hơn 7 triệu một chút này thì không mấy mẫu nào mà qua được mẫu này mọi người. Nó lắp rất là đồng bộ luôn. Lắp rất là đồng bộ. Yên của nó thì cái dáng yên thì dáng yên là dáng yên đẹp, nhưng mà như này thì nhỏ lắm mọi người, ngồi như này là nhỏ. Hồi này là đau mông này. Yên cũng không êm đâu, trông chỉ được cái dáng thôi. Nếu mà mọi người bắt buộc phải mua cái đệm mà lót yên rồi, hoặc là
không thích thì thay cái yên khác vào cho nó đẹp. Đấy, Canly. Nói về thiết kế và giá bán và cấu hình thì em thấy là cũng không có điểm gì để chê đâu. Thì mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ qua số của em Minh 0706198999 hoặc là ghé trực tiếp 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Shop của em bây giờ shop mới thì cũng dễ kiếm lắm mọi người. Mọi người đi Trường Chinh vào là đến rồi. Xe thì có em Minh có đủ màu đen này. Màu đen là màu đen đen nhám nha mọi người nhé. Trắng bóng này. Rồi thêm màu xám này. Rồi thêm màu hồng hồng nhạt nhạt nữa. Đấy, em đủ màu nhé. Mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Em cảm ơn mọi người.